Sao bây giờ mình liên tục thấy xuất hiện các ắt thun in slogan như là thậm chí là còn phông chữ cỡ bự. Khó hiểu á, là từ vựng Việt Nam đâu có thiếu những mỹ từ để mình dùng, mà tại sao lại chọn các slogan như vậy? Việc thương hiệu lựa chọn sản xuất các sản phẩm như vậy và khách hàng lựa chọn sản phẩm để mặc lên người á, thì phần nào cho thấy được tư duy của họ. Đây là chiếc áo được chính Martin Margiela thiết kế năm 1994, ra mắt đã được 30 năm. Một chiếc áo của chữ V có in slogan "There is more action to be done to fight AIDS than wear this t-shirt, but it's a good start." Điểm đặc biệt là trước khi in nó được xếp lại, in xong thì cái phần graphic nó sẽ nằm rải rác ở nhiều chỗ khác nhau, tạo sự khó đọc, gây khó hiểu khi nhìn. Nhưng mà đây lại là chủ đích của Martin Margiela. Để làm gì? Nhằm tạo câu chuyện để chiếc áo và campaign được nhắc tới. Không chỉ riêng việc mua áo để quyên góp, giống như khi có ai đó lại hỏi, "Ủa, cái hình in này có nghĩa là gì?" Thì lúc đó bạn có cơ hội được chia sẻ cái câu chuyện về chiếc áo này, tăng nhận thức về HIV/AIDS cho người khác. Chiếc áo này trở thành một biểu tượng và được tái bản mỗi năm với nhiều màu sắc và ngôn ngữ khác nhau. Hay là các mẫu áo thun cơ bản in slogan về nữ quyền được Maria Grazia Chiuri cho ra mắt trên sàn diễn Dior các mùa, cân bằng được cả tính thương mại và nghệ thuật. Các bạn nghe nhiều về câu thời trang là cách mà chúng ta thể hiện bản thân, thì cái hành động lựa chọn một món đồ để mặc lên người góp phần lớn định hình được mình là ai và muốn người khác nhìn nhận mình là người như thế nào. Dùng thời trang để tuyên truyền, để educate, tạo câu chuyện để bàn luận, cách này hay cách khác, quyết định là bạn. Stay stylish. Chà đó.